Cảm ơn quý vị đã giữ màn hình. Và tiếp theo đây xin mời quý vị theo dõi phần tin thế giới ngày 6 tháng 7 có những bản tin nổi bật như sau. Đảng Phong Kipek của Campuchia ủng hộ Trung Cộng trong vấn đề Biển Đông. Người đứng đầu đảng Phong Kipek của Campuchia, ông Norodom Nararit, trong dịp cuối tuần qua đã bày tỏ sự ủng hộ của đảng này đối với phía Trung Cộng trong vấn đề Biển Đông tại Phnom Penh, Campuchia. Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Trung Cộng CCTV, ông Nararit đã lên tiếng kêu gọi các nước trong khu vực nên có một cuộc đối thoại với Trung Cộng về vấn đề này. Trong khi đó, Trung Cộng đã ký kết một tuyên bố chung với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN về những ứng xử của các nước tại Biển Đông. Ông Nararit nói rằng, cách duy nhất để giải quyết những căng thẳng ở Biển Đông hiện nay là thông qua con đường đàm phán. Ông chỉ trích hành động của Phi Luật Tân trong vụ kiện Trung Cộng lên tòa trọng tài quốc tế và theo ông hành động như vậy chỉ làm căng thẳng thêm tình hình hiện nay. Cảnh sát và lính cứu hỏa đình công tại thủ đô Rio de Janeiro của Brazil. Chỉ đúng một tháng nữa là đến Thế vận hội mùa hè 2016 tại Rio de Janeiro. Thế nhưng việc trả lương chậm trễ cũng như điều kiện làm việc không tốt đã khiến cảnh sát và lính cứu hỏa tại thành phố lớn nhất kim thủ đô của Brazil xuống đường biểu tình. Những cảnh sát và lính cứu hỏa tham gia biểu tình đình công đã hô vang khẩu hiệu chống lại chính quyền tiểu bang Rio. Họ giơ cao các biểu ngữ in rõ hàng chữ chào mừng đến địa ngục tại phi trường quốc tế, khiến nhiều hành khách lo ngại về lịch trình của các chuyến bay. Hiện thành phố tổ chức Thế vận hội Olympic 2016 đang vật lộn trước tình hình tội phạm đang ngày một gia tăng, tình trạng suy thoái kinh tế và tài chính cạn kiệt khiến nhà chức trách không thể thông qua các kế hoạch bảo đảm an ninh trước Thế vận hội mùa hè. Vào tháng trước, chính phủ Brazil đã thông qua khoản trợ cấp khẩn cấp trị giá là 850 triệu Mỹ kim nhằm giúp cho giới chức trách Rio de Janeiro bảo đảm an ninh cho sự kiện Olympic 2016 vốn được ấn định sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 8 sắp tới. Đánh bom tự sát nhắm mục tiêu vào 3 thành phố của Saudi Arabia. Hàng loạt các vụ đánh bom tự sát đã được thực hiện nhắm mục tiêu vào các thành phố Saudi Arabia khi dân quốc gia này đang cùng nhau hưởng ứng tháng chay Ramadan và chuẩn bị cho lễ Eid al-Fitr, một trong những ngày lễ quan trọng trong lịch sử Hồi giáo. Ít nhất 2 vụ nổ đã xảy ra gần một nhà thờ Hồi giáo thuộc dòng Shiite ở thành phố Qatif. Các nhân chứng tại đây đã kể lại rằng nhiều thi thể đã được tìm thấy trong đống đổ nát, bao gồm cả các xác của kẻ đánh bom. Vụ đánh bom thứ hai đã xảy ra khoảng vài phút đồng hồ sau đó và gây nhiều thương vong hơn sau khi kẻ đánh bom tự sát cho nổ quả bom gần trụ sở an ninh của nhà thờ Hồi giáo Prophet tại thành phố Medina. Đây là khu vực linh thiêng nhất tại Saudi Arabia. Hiện vẫn chưa có bất kỳ một ai lên tiếng nhận trách nhiệm thực hiện vụ đánh bom đẫm máu này. Khí hậu lạnh giá ở dãy Andes đã ảnh hưởng đến cuộc sống của cư dân và động vật. Vào thời điểm này trong năm là mùa đông ở Nam Bán Cầu, nhiệt độ có lúc giảm xuống âm 20 độ, khiến nhiều loài vật, động vật không thể sinh sống và đời sống của hơn 170.000 người ở khu vực Andes gặp nhiều khó khăn. Theo nhà chức trách Peru, nhiệt độ năm nay được ghi nhận là ở mức kỷ lục, tuyết bao phủ 15 huyện ở tỉnh Puno, khiến người dân Peru sống bằng nghề chăn nuôi và canh nông chịu ảnh hưởng một cách nặng nề. Thời tiết giá lạnh và ảnh hưởng tới cuộc sống của 177.561 người, trong đó hàng trăm người mắc phải các bệnh về đường hô hấp và 8.234 vật nuôi bị chết cống và 10.000 mẫu đất canh nông bị ảnh hưởng. Hiện tại, người dân đang yêu cầu sự giúp đỡ từ chính quyền, đặc biệt trẻ em và người cao niên đang rất cần nhiều quần áo ấm. Hội nghị thượng đỉnh giữa Liên minh châu Âu và các quốc gia vùng Balkan chính thức diễn ra tại Pháp Quốc. Hội nghị thượng đỉnh giữa Liên minh châu Âu và các quốc gia vùng Balkan đã vừa chính thức diễn ra tại thủ đô Paris của Pháp Quốc vào ngày thứ Hai 4 tháng 7. Tại hội nghị lần này, các vị nguyên thủ đến từ Liên minh EU đã tìm cách trấn an các quốc gia vùng Balkan, đồng thời khẳng định việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu hay còn gọi là Brexit không ảnh hưởng đến tiến trình mở rộng của khối đồng tiền chung này. Tổng thống Pháp François Hollande, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Ngoại trưởng Liên minh châu Âu là bà Federica Mogherini đã cam kết tiếp tục các cuộc đàm phán mở rộng khối EU với các quốc gia Balkans như Albania, Bosnia, Kosovo, Macedonia, Montenegro và Serbia. Các nhà lãnh đạo Balkans cũng thể hiện mong muốn tương tự bất chấp các biến động của hiện tượng Brexit. Serbia đặt mục tiêu sẽ hoàn tất đàm phán nhập Liên minh EU vào năm 2019.
Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ làm thành viên EU tại Kosovo và Albania hiện lên tới khoảng 90%. Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull bác bỏ những lời kêu gọi từ chức. Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull vào ngày thứ Ba 5 tháng 7 đã bác bỏ những lời kêu gọi từ chức sau khi cuộc bầu cử liên bang hồi cuối tuần qua cho thấy khó có đảng nào giành chiến thắng cách biệt để có thể thành lập chính phủ đa số. Được biết trước đó, lãnh đạo công đảng đối lập Bill Shorten đã hối thúc Thủ tướng Turnbull từ chức vì sau khi kết thúc bầu cử, Liên đảng Tự do Quốc gia cầm quyền và công đảng đối lập gần như chắc chắn không giành đủ 76 ghế cần thiết trong Hạ viện để có thể đứng ra thành lập tân chính phủ. Hiện cả hai chính đảng đang nỗ lực tìm kiếm sự ủng hộ từ các đảng phái nhỏ hơn. Tuy nhiên, hai chính đảng cần có văn bản thỏa thuận chính thức với các đảng nhỏ và ứng cử viên độc lập để thành lập chính phủ thiểu số. Với kết quả bầu cử như thế này, Australia đã có 4 thủ tướng trong vòng 3 năm trở lại đây. Người dân Gaza nhận hàng viện trợ của Thổ Nhĩ Kỳ. Lô hàng viện trợ của Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày thứ Hai 4 tháng 7 đã tới dãy Gaza, một tuần sau khi Israel và Thổ Nhĩ Kỳ thông báo hai nước đã bình thường hóa mối quan hệ ban giao. Khoảng 11.000 tấn hàng hóa, bao gồm quần áo, đồ chơi và các loại thuốc, đã được vận chuyển tới cho người Palestine ở khu vực ven biển trên dãy Gaza thông qua vùng lãnh thổ Israel. Số hàng viện trợ này được chở đến cảng Ashdod của Do Thái. Lô hàng nêu trên đã được chuyển đến dãy Gaza trước sự giám sát của Hội đồng Thập tự và Tổ chức Red Crescent của Thổ Nhĩ Kỳ. Mối quan hệ giữa Israel và Thổ Nhĩ Kỳ đã bị sụp đổ sau khi lính Israel đã tấn công tàu Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 5 năm 2010, khiến cho 10 giới chức Thổ Nhĩ Kỳ bị thiệt mạng. Và hồi tuần trước, đã có 3.400 xe tải của Thổ Nhĩ Kỳ chở 107.500 tấn hàng hóa được phép tiến vào dãy Gaza. Liên minh NATO tổ chức hội đàm cùng với Nga tại hội nghị thượng đỉnh Warsaw. Tổng thư ký Liên minh Minh ước Bắc Đại Tây Dương ông Jens Stoltenberg vào ngày thứ Hai 4 tháng 7 cho biết, tại hội nghị thượng đỉnh Warsaw vào ngày 8 tháng 7 sắp tới, Liên minh quân sự NATO sẽ hội đàm với Nga. Tại cuộc họp báo ở thủ đô Brussels của Bỉ Quốc, Tổng thư ký Liên minh NATO Jens Stoltenberg cho biết là hội nghị thượng đỉnh lần này diễn ra trong bối cảnh NATO đang đối mặt với các mối đe dọa và thách thức từ nhiều phương diện khác nhau, trong đó có cả Nga. Các quyết định của NATO đưa ra trong thời điểm này chỉ nhằm bảo vệ các đồng minh chứ không có mục đích gây gia tăng căng thẳng tại Âu Châu. Đối với việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu sau khi cuộc trưng cầu dân Ý vào ngày 23 tháng 6 vừa qua, ông Stoltenberg cho rằng NATO sẽ không thay đổi mối quan hệ với cả châu Âu lẫn Anh. Theo ông Stoltenberg, vị trí của Anh trong NATO sẽ không thay đổi và nước này vẫn là một đồng minh mạnh mẽ của NATO và mối quan hệ nêu trên vẫn sẽ được tiếp tục sau khi sự ra đi của Thủ tướng David Cameron. Ngoài ra, ông Stoltenberg còn khẳng định NATO sẽ làm việc chặt chẽ với Liên minh EU nhằm đảm bảo sự ổn định và an ninh trong khu vực châu Âu. 13 nghi phạm liên quan đến vụ tấn công tại phi trường Ataturk ở Istanbul ra hầu tòa. 13 nghi phạm vốn được cho là có liên quan đến vụ tấn công khủng bố ở phi trường quốc tế Ataturk ở thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ đã lần đầu tiên xuất hiện tại tòa vào ngày thứ Hai 4 tháng 7. Vụ đánh bom đẫm máu vào ngày 29 tháng 6 vừa qua tại Istanbul đã khiến 45 người bị thiệt mạng và 232 người khác bị trọng thương. Trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cho biết khoảng 20 các tay súng thuộc nhóm phiến quân quốc gia Hồi giáo ISIS, chủ yếu là người ngoại quốc, đã bị cảnh sát nước này bắt giữ do có liên quan đến các cuộc tấn công khủng bố ở Istanbul. Truyền thông địa phương cho biết có hai công dân Nga đã được xác định là những kẻ đánh bom tự sát tại phi trường Ataturk do một người mang quốc tịch Chechnya chủ mưu. Thổ Nhĩ Kỳ, một trong những thành viên của Liên minh quân sự NATO, hiện đang tham gia vào Liên minh chống khủng bố do Hoa Kỳ dẫn đầu tại Trung Đông. Quốc gia này đã phải chịu nhiều vụ tấn công khủng bố do phe ISIS tiến hành trong vòng một năm trở lại đây. Quân đội Iraq giành được quyền kiểm soát 70% lãnh thổ do nhóm phiến quân quốc gia Hồi giáo ISIS chiếm đóng. Lực lượng quân sự Iraq tính đến ngày thứ Ba 5 tháng 7 đã giành lại được quyền kiểm soát 70% lãnh thổ bị quân ISIS chiếm đóng, trong đó có thành phố Fallujah, Ramadi và nhiều khu vực quan trọng khác. Tại các khu vực được giải phóng, quân đội Iraq đang tập trung vào việc dọn dẹp bom mìn và thuốc nổ do các phần tử chủ chiến cực đoan thuộc dòng Hồi giáo Sunni cài bên vệ đường. Quân đội Baghdad cũng đang tiếp tục truy quét các tay súng ở tỉnh Salah Adin và khu vực phía nam tỉnh Inife.
Hiện các chiến dịch hành quân ở khu vực phía Tây và Bắc Iraq đang diễn ra một cách suôn sẻ. Cố vấn an ninh quốc gia Iraq Faleh Al-Fayyad cho biết, hành động quân sự hiện nay ở khu vực phía Tây và phía Bắc quốc gia đang rất thuận lợi. Sau khi kết thúc chiến dịch quân sự ở tỉnh Al-Anbar, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi sẽ triển khai binh sĩ tới hỗ trợ việc tái chiến thành phố Mosul. Nhóm phiến quân quốc gia Hồi giáo ISIS từng giành quyền kiểm soát tới 42% lãnh thổ của Iraq. Tuy nhiên, với các chiến dịch thành công của quân đội nước này, các khu vực mà phe ISIS còn chiếm đóng tại Iraq sẽ hạ xuống dưới 15%. Nhà máy lọc dầu tự nhiên đầu tiên ở Nigeria sẽ được xây dựng vào năm 2019. Aliko Dangote, người giàu có nhất châu Phi, đã lên kế hoạch sẽ xây dựng nhà máy lọc dầu tư nhân đầu tiên ở Nigeria vào năm 2019. Trước đó, vị doanh nhân này chỉ tập trung sản xuất xi măng tại 8 quốc gia ở lục địa châu Phi. Tỷ phú Dangote cho biết, nhà máy lọc dầu này sẽ có tổng kinh phí xây dựng khoảng 12 tỷ Mỹ Kim, với khả năng sản xuất 650.000 thùng dầu mỗi ngày. Ngoài ra, tỷ phú Dangote cũng có kế hoạch xây dựng đường ống dẫn khí đốt xuyên Tây Phi. Trong thời gian gần đây, Nigeria được mệnh danh là quốc gia sản xuất dầu thô lớn nhất châu Phi. Tuy nhiên, chính phủ Abuja vẫn phải nhập cảng khoảng 80% nhiên liệu từ ngoại quốc do 4 nhà máy lọc dầu ở nước này không bao giờ đáp ứng đủ sản lượng nhiên liệu tiêu thụ cho cả quốc gia. Thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin thế giới ngày 6 tháng 7. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Thiên Hà xin chúc quý vị một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin kế tiếp.